Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với cái tiếp series sinh tồn này ở trên đảo đúng không? Nhưng mà theo dự kiến hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm những hòn đảo mới và rất là mong chờ để tạo ra cái này các bạn. Cái này là khẩu súng đấy, khẩu súng kiểu như nó súng bắn. Cái này là súng bắn đâu nhỉ? Nếu kiểu mình hình dung ra là cái súng mà nó bắn đi mà mình có thể rút lại được, nhưng mà chúng ta thiếu mỗi cái này này. Đây, tôi thiếu nhiều thứ lắm. Bởi vì nó sẽ là những cái đồ này nó không ở tập trung một đảo nên chúng ta phải, cái điều này là bắt buộc chúng ta phải đi du lịch trên đảo rồi. À đâu đâu đâu, quên. Trời ơi, lâu lắm rồi không gặp. Khỏe không? Đâu xem nào. Có vẻ là hơi bị nhẹ cân rồi, có vẻ là giảm béo đúng không? Cô cảm ơn rồi. Ơ nhưng mà mình để ý là kỳ game này khi các bạn giết nó không bị kiểu như để lâu nó không bị hỏng hay sao ấy nhỉ? Đây, cho mày bơi một tí. Nào. Cho tập thể dục buổi sáng. Chứ lại gặp con cá mập khác thì đúng là nhục các bạn. Đây, cho nó bơi các bạn. Đấy. Mình vẫn ám ảnh cái việc là nó tự nhiên nó lại bơi mất. Tự nhiên nó vù mất là bơi một xuống biển đấy. Ô ô, các bạn có thấy mình bay không? Ô hay 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 hay. Ô các bạn thấy. À đù. Ô phần đây mình rơi một phát sắp chết luôn. Ô cá mập rồi. Ô con này nó bay được các bạn. Đây mình sẽ cho bay cho em. Ô phần đây mình thấy mình bay cao mãi luôn. Đâu rồi? Con lợn mình giật mình tự nhiên thấy nó rầm rầm. Ô rõ ràng vừa nãy mình bay được mà. Ô, trời ơi. À đủ. Ô mình rơi sắp chết rồi các bạn. Con cá mập rồi. Ô mình phát hiện ra là mình có thể bay các bạn ạ. Đủ hay quá. Các bạn đợi mình xíu nhá. Rồi ok. Mình vào lại game với các bạn để cho đỡ bị mất máu. Ơi mình sẽ bay con này ra biển nhá. Bay được các bạn ạ. Vừa nãy mình bay mà. Vừa nãy mình thấy bay cao lắm. Bay còn suy chết luôn. Rơi xuống suy chết. Không bay được. Từ từ. Chá. Có các bạn biết bay đấy. Thôi, vậy thôi. Ví dụ vừa nãy mình không hiểu sao mình bay được nữa. À cái này còn một vấn đề nữa là mình đặt nhầm các bạn. Cái xô nước biển ấy thì các bạn phải đặt ở dưới nhá. Đây là các bạn phải đặt dưới đây này. Đó, xong rồi một cái xô nước thường. Bây giờ nước mình vẫn còn nhiều lắm. Đây, ok. Còn cái xô nước không ấy thì các bạn đã để ở trên này. Thì nước kiểu nước biển khi bắt bốc hơi lên thì nó bay lên đây này. Sau đó nó bị đọng xuống cái xô này. Thì các bạn nước này bị uống được chứ còn các bạn uống nước này cái là sida ngay. Con lợn rồi. Ui trời tối nhanh quá. Rồi mình sẽ phải chuẩn bị thức ăn các bạn. Chuẩn bị thức ăn để ngày mai chắc mình đợi đến sáng. Sáng thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Bởi vì trên cái đảo này mình cũng khám phá hết rồi. Đây. Mình sẽ xem buổi tối ở đây có gì không. Trời ơi rõ ràng nó bay được mà. Thôi cho mày bơi vậy thôi. Hôm nay nó không muốn bơi nữa mà bây giờ nó muốn bay. Đây. Có phải mình bay cao. Nó cũng bay được một đoạn ngắn đấy mà. Thôi. Bay nữa là chúng ta là gãy cánh đấy. Dân chơi gãy cánh là nghỉ ăn Tết đấy. À được. Trời ơi con này. Cái đây đúng gọi là cá khô đây rồi. Phơi ướt ngực. Ô làm sao mà nó đứng lên đây được nhỉ? Chà. Cái game này kiểu nó người ta đã phát triển mà nên nó nhiều cái lỗi nó vui á. Ok, mình cần thức ăn. Chà. Mày cho thì cuốn ướng luôn. Sao mấy giờ rồi? Nói chung là mình vẫn phải ngủ các bạn. Phải ngủ để chúng ta ngủ để
cho trời sáng nó nhanh ấy. Mỗi lần ngủ như là mà theo đồng hồ trong này thì mất 7 hay 8 tiếng rồi đấy. Ấy, trời có vẻ sắp sáng không? Bay bay đây bay đây. Không bay đâu. Mình thấy con bé bay hay lắm nhưng mà suýt chết mấy lần mình hơi sợ. Các bạn bảo thích con cả con đà, cá đuối đúng không? Ok, hôm nay mình nếu mà gặp con cá đuối thì mình sơi nó luôn. Đợi trời sáng nhé. Các bạn thích đi hướng nào? À mình có la bàn mà nhỉ? Ở đây có mấy cái quả này. Sóng sóng nó xây mấy cái quả này các bạn này. Đây. Quả này trồng được. Củ khoai tây này. Cái này các bạn vẫn phải là chế biến đấy. Nếu không là ăn là cũng dính độc ấy. Phải chặt cây rồi. Cái gì to quá vậy? Rồi, nhà chặt cái này lấy gỗ. Phải lấy gỗ thì mới. Để xem nào. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Tầm nghỉ ngơi tầm 6 giờ thì nó trời sáng thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình là ngon. Nghe nghe bản nhạc này hay vậy. Ui, trái cái công đoạn này vãi các bạn. Chặt rất là lâu. Ok. Mình sẽ làm cái đống lửa đây đã. Đây các bạn chỉ cần cho vào đây này. Đấy. Các bạn cứ e vào thì nó sẽ đầy lên chứ các bạn không phải lập làm một cái mới. Vẫn thiếu gỗ. À đây đây đây, may quá. Cái này vẫn còn đây để làm lửa. Thắp sáng tương lai tí. Nói chung mình cứ phải để nước ở đây các bạn, phải để nước cái này. Các bạn làm cái này để nó tạo ra nước đúng không? Nhưng mà nó lâu ấy. Mình để ý là thời gian mà nó ra mỗi một giọt thì cực kỳ lâu. Thế trời sắp sáng rồi. Rồi. Ok. Con cua này. Để xem nào, lương thực mình đang thiếu một chút nước các bạn. Thế nào? Có bên đây nước mình đầy đây, nó đầy năm vài con này này. Ấy thoải mái rồi. Rồi mình sẽ uống đầy luôn. Rồi. Đợi đây nước nước biển nhiều lắm, nói chung nước biển thì thoải mái mà. Chúng ta có ra đây, đây, chào lợn. Hello lợn. Ôi sao mà nó chạy ra đây nhỉ? Mình nhớ là chết nó tận ngoài kia mà. Ôi, phải lấy mấy quả dừa nữa để lấy thức các bạn. Mình đang dự tính là có cái la bàn hôm trước mình vứt đây rồi đâu ấy. À đây đây đây. Ôi có la bàn đi rồi. Ôi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình với Linh Nhọ. Mình sẽ dự tính là đi hướng này các bạn nhé. Cái hướng này thì hôm trước mình đi rồi. Đây mình sẽ đi theo hướng này đi. Sau này nếu mà may mắn ý, chúng ta kiếm được nhanh đồ thì sẽ tạo ra một cái thuyền máy luôn. Còn nó cá đuối các bạn ơi. Các thích sơi nó luôn không? Rồi mình sẽ cho các bạn thưởng thức thịt cá đuối nhé. Xuống lên. Ấy, ok cá đuối này giết nhanh đó bạn. Các bạn chỉ cần ba tên là giết được nó rồi. Còn các bạn muốn thịt nó thì phải có dao cơ. Ok mình sẽ lôi nó lên. Mình vẫn sợ cá mập vãi luôn. Chỉ sợ tí nữa là nó nhoảng cái ra đây. Kéo lên, không kéo được à? Ew. À đâu rồi. Mình tưởng con cá mập thì kéo được mà con này không kéo được. Yeah, con cá này sao có bay được không? Không bay được. Đó,
Để cho mày gặp bạn đồng hành. Đây cho lên đây phơi luôn rồi. Đấy cho chúng mày gặp nhau nhé. À hay là mình mang con này đi nhỉ? Thôi, mình sẽ mang con này đi cùng các bạn. Cho nó đỡ trống trải. Không bay được, con này kiểu bé quá. Ôi, có chết rồi, mình đẩy thuyền đi xa rồi. Lên đây. Lên. Mày mỗi một con cá đuối mà lật lật cả bè mà. Thôi thôi. Thôi được rồi. Đi luôn đi. Mình hơi bị câu giờ ở đây đúng không? Rồi đến cái giai đoạn mà thím nào say sóng thì đây 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 cái tên này. Nhặt 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 nhặt. Mày cái này cái bè này mỗi con cá đuối bé tí là lật cái thuyền mà hôm trước mình vứt thẳng cái con cá mập lên nó không sao mà. Game dị loài. Đây. Đợi mình xem nào. Chúng ta đi theo hướng này. Hướng Bắc đây. Thế mình sẽ đi theo hướng Nam nhé. Đi theo hướng Nam. Tí thì đi ngược lại theo đây hướng Đông chứ, đây hướng Đông quên. Nói chung là mình sẽ cứ đi thẳng này nhá. Xong khi nào có cái gì đấy thì mình sẽ quay trở lại. Ok. Không chứ không mình thấy cái đoạn này nó không hay ho gì lắm. Kiểu rất là chán luôn đấy. Rồi ok. Mình đã tìm thấy các bạn đây. Theo hướng này mình đang đây. Theo hướng Đông thì theo hướng bên này thì lại thấy mình thấy một hòn đảo. Nhưng mà mình đoán là nó không như không to lắm đâu. Đây cũng nhìn ngay ngay gần đảo chính của mình đúng không? Nếu mà theo nghiên cứu của mình thì trên cái này nó sẽ có tầm khoảng hơn chục hòn đảo, chục tầm đấy, tầm trầm chục hòn đảo các bạn. Nên là sẽ rất là nhiều, nó sẽ tạo thành một cái, nếu mà các bạn mà kiểu như là về tạo ra một cái bản đồ ấy. Mình đang nghĩ là tạo một cái bản đồ để xác định xem mình đã ở hòn đảo nào rồi. Để khi mà các bạn bởi vì có la bàn mà, khi có la bàn thì các bạn sẽ làm cái này nó dễ hơn. Nhưng mình rất là lười luôn. Cá mập kìa. Hello. Ủa các bạn nghe thấy không? Nó có cá mập ấy. Nói chung mình ở trên này thì chắc không sao đâu. Ủa, nó cũng dưới game ấy. Kể ra mà game này nó làm ra một cái kiểu cá mập nó phi lên ấy. Nó đớp ấy. Kiểu làm lật thuyền ấy thì nó lại hay hơn. Nhưng mà như thế thì bố hai dám ra biển đúng không? Chơi đấy nó khó quá. Ủa trời mưa rồi. Gặp mấy cướp mỗi lần gặp con cá mập này kiểu gì cũng trời cũng mưa. Ta lại cho mày về với làm bạn đồng hành bây giờ. Mày cứ đi theo đi. Nhưng mà trời mưa thì khó giết lắm. Ok chúng ta đã đến một hòn đảo mới rồi. Xúc lên. Ôi tối chung mà mình tránh xa nước biển ra. Có cá mập nó ngay đây đấy. Ôi mình sẽ nhặt mấy cái này đi. Đen quá trời mưa. Ôi nói chung mình vẫn đang khỏe lắm. Ở trên hòn đảo này cái gì đây? Giống như cái cây khoai ấy. Ôi hòn đảo này bé quá các bạn. Mình thấy chả có gì kìa. Xem có đồ gì không? Hòn đảo này mình nghĩ là không ổn rồi. Ôi nhưng mà nữa là đó, mình sẽ có mấy cái này. Mình đang cần mấy cái dây rồi. Nó không có thuyền, không có thuyền đắm các bạn. Kể ra có thuyền đắm thì ngon. Xui quá. Đi đúng về hòn đảo mà nó còn nghèo hơn hòn đảo mình đang sống bây giờ. Thế chúng ta chỉ thu hoạch được nhiều cái cây này thôi. Chứ còn không được nhiều lắm. Hòn đảo. Ừ. Khi các bạn di chuyển này nó sẽ có cái thuyền đắm ấy. Kiểu nó không ở trên mặt nước đâu mà nó đắm hẳn xuống dưới biển rồi. Nhưng mà trời mưa này thì rất khó tìm luôn. Mình bị đầy đồ rồi. Vớt con cua đi. Hết rồi. Thôi hòn đảo này mình nghĩ cũng chỉ có vậy thôi các bạn. Thôi dù sao thì chúng ta cũng kiếm được cái. Đâu xem mình đang ở hướng nào. Mình nhớ là hòn đảo mình đằng này đúng không? Nhưng mà
Bởi vì là khi các bạn di chuyển theo một hướng xong rồi tự nhiên cái hòn đảo mình kia. Ôi. Không có gì đặc biệt cả. Thôi nói chung hôm nay chúng ta sẽ hơi bị nhọ rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi lên quay xem còn hòn đảo nữa đâu nhé. Rồi, mình đi một đoạn nữa thì các bạn đem. Đây vẫn còn cá mập ở đây. Đây hòn đảo cũ của mình này. Hòn đảo vừa đấy mình đi qua này, đây sẽ là một hòn đảo nữa mà như mình cảm giác nó vẫn nhỏ lắm các bạn. Hy vọng là có cái thuyền đắm rồi đấy. Còn cá mập thì vẫn săn mình, ghét vãi nhưng mà hơi ghê ghê bởi vì đây là giữa biển. Đợi đã mình kéo nó ra vào đây, nếu mà thích thì mình quất nó luôn. Cho mày làm à, kia kìa. Có thấy gì không? Không biết đây có phải là cái thuyền đắm không? Ủa ghê vãi. Con mật con này có vẻ là to bé hơn các bạn, bé cái con mình đang ở nhà. Không biết khi nào nó kiểu nó tạo ra một bầy cá mập không? Mình một thần đúng một lần duy nhất là mình thấy có hai con cá mập thôi, chứ còn mình không thấy nó nhiều hơn rồi. Ôi con này nó lại bé rồi các bạn ơi. Lại bé rồi, lại bé rồi. Rồi. Vậy là hôm nay chúng ta hơi bị nhọ. Nhưng mà thực ra là ngày nào cũng vậy. Lúc nào mình chảy nhọ. Ui cái hòn đảo này mình thấy nó trống trơ luôn ấy, không có gì luôn ạ. Đù sôi rồi các bạn ơi. Ok. Đâu xem nào. Một cái tấm bạt. Trời ơi, đen rồi các bạn ạ. Không có thuyền. Thế đây là hòn đảo thứ 3 nhỉ? Hay hòn đảo thứ 3 hay thứ 4 của mình tìm thấy đấy. Ui. Không có gì hot. Không có thuyền đắm. Và cũng không có đồ gì mới các bạn. Rất là đen. Thôi dù sao chúng ta khám phá thêm được một hòn đảo nữa nhé mà. Ok, có khi tập này sẽ tạm thời dừng ở đây nhé. Các bạn xem clip thì nhớ like xem của mình. Đùa chứ mình đi linh tinh quá bây giờ mình mình không biết nhìn cái này đâu ạ. Mình biết hứa nhưng mà kiểu mình đi quá linh tinh rồi. Bây giờ không biết mình đường nào mình về đấy. Ok, bye.